Dưa Leo kể cho các bạn nghe về một vụ cá cược điên khùng giữa một tỷ phú và show thực tế tỷ phú ẩn danh. Từ 100 đô trong tay, trong vòng 3 tháng phải kiếm được 1 triệu đô. Để công bằng, ông ấy ẩn danh đến một thị trấn lạ, từ bỏ danh tiếng, tài sản và các mối quan hệ, chỉ cầm trong tay 100 đô, một chiếc điện thoại cũ và một chiếc xe hơi. Nhân vật chính là nhà sáng lập ngân hàng cho vay lớn thứ hai nước Mỹ, Glenn Stern, 56 tuổi, xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Nay ông ấy đã có khối tài sản lên đến 500 triệu USD. Tỷ phú này muốn chứng minh rằng kiếm tiền không hề khó. Điều khó khăn là có dám đi kiếm tiền hay không. Thử thách bắt đầu. Ban tổ chức chờ ông ấy đến một thành phố nhỏ phủ đầy tuyết, dân số 97.000 người. Việc đầu tiên ông ấy làm là lái xe vòng quanh tìm hiểu vật giá. Ông ấy tính được mỗi tháng chỉ cần chi khoảng 1.100 đô cho việc sinh hoạt. Ông ấy đã thiết lập mục tiêu tuần đầu tiên phải kiếm được 3.300 đô trong vòng 7 ngày, sao mà kiếm được 1-2 tháng lương của người ta chứ. Ông ấy đến siêu thị mua rất nhiều mì gói, tổng chi 11 đô. Ông ấy đánh răng rửa mặt ở nhà vệ sinh siêu thị rồi ăn mì gói. Đêm đầu tiên để tiết kiệm tiền, ông ấy không ở khách sạn mà ngủ trên xe. Không ngờ đến 11 rưỡi đêm nhiệt độ giảm âm 8 độ C, không còn cách khác, ông chỉ có thể mở điều hòa xe. Ngày hôm sau bắt đầu kiếm tiền. Không phải làm công mà là bán hàng, vì ông ấy biết rằng cả đời mình đều là nhân viên sale. Bước đầu tiên là tìm người mua trước. Ông ấy tìm trên mạng, phát hiện có người đang mua lốp xe. Ông ấy biết rằng bản thân nên bán lốp xe. Ông ấy đến bãi rác tìm lốp xe, mặc dù tìm được rất nhiều nhưng đều hỏng cả. Đổi khu vực khác, ông ấy đến khu nhà máy bỏ hoang trong thành phố vì người ta thích vứt rác ở đây, nhưng vẫn không có kết quả. Một ngày lại kết thúc. Đêm hôm ấy, tỷ phú quyết định ở lại khách sạn giá rẻ. Ông ấy tìm khách sạn rẻ nhất trong thành phố, còn hỏi ông chủ có công việc tạp vụ gì để làm hay không, nhưng lại không có. Ông ấy chỉ có thể bỏ 51 đô thuê phòng, giờ chỉ còn lại 37 đô. Ngày thứ ba, ông ấy không đi tìm rác nữa, thứ hiện tại đang cần là tiền mặt. Ông ấy tìm một công việc bán thời gian, chính là bán đồ chơi thú cưng. Tỷ phú rất vui mừng vì sở trường của ông ấy chính là sale. Ông ấy đến công viên chó trong thành phố mà tiếc là không ai mua cả. Ông ấy đã thất bại. Sau đó ông ấy kết luận rằng bản thân đã làm trái lại nguyên tắc của chính mình. Ông ấy không tìm người mua trước mà là bán sản phẩm trước. Thực tế trên thị trường vốn dĩ không có nhu cầu này, tỷ phú chỉ có thể tìm một công việc khác, làm tình nguyện viên, phát thức ăn cho người vô gia cư. Tiền lương rất thấp nhưng vì bao ăn nên ông ấy đã chọn làm. Ông ấy quá đói bụng. Xong công việc, tỷ phú đã nói một câu: thì ra cuộc sống của ông ấy lại thuận lợi thế kia mà bản thân lại không biết. Phát hiện này đã giúp ông ấy nhiều động lực hơn. Ông ấy muốn nhờ hành động này đem lại hy vọng cho những người đang cố gắng. Đêm nay không có tiền thì ngủ trên xe. Ngày thứ tư, ông ấy tìm được hai công việc mới: công việc in áo và công việc lau dọn nhà cửa. Vất vả 2 ngày, làm hết các công việc phun sơn, lau nhà, lau gương, rửa bồn cầu. Công việc tay chân mang lại cho ông ấy 140 đô. Hai đêm tới ông ấy đều ngủ trên xe. Ngày thứ 6 thì phú phát hiện một cơ hội làm giàu, khắp nơi đều là quảng cáo của một ngày lễ. Ông ấy nghĩ mọi người đều xem trọng ngày lễ này, hôm ấy chắc chắn sẽ bán được hàng. Rồi ông ấy dùng tất cả tiền mặt để liên hệ chủ xưởng áo thun lúc trước để nhập hàng. Mua rất nhiều đồ kỷ niệm trong siêu thị, bong bóng, cờ, mũ. Sau đó bán hàng khắp nơi trong lễ hội. Quả nhiên có khách hàng. Làm việc liền đến đêm khuya, họ quyết định đến quán bar. Lợi dụng tâm lý đám đông, dũng cảm bước vào bán hàng. Nếu có hai người chịu mua thì sẽ kéo theo rất nhiều người mua. Tiếp tục lợi dụng tâm lý vui mừng, khi con người ta đang say rượu cộng vui vẻ thì càng chịu chi tiền. Quả nhiên đã thành công, tỷ phú kiếm được 414 đô, nhưng tỷ phú vẫn cảm thấy không được vui vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông ấy là 3.300 đô. Không ngờ chỉ kiếm được 1/8. Và rồi phiền phức đã đến, liên tục ngủ trong xe và làm công việc tay chân khiến sức khỏe của tỷ phú suy sụp. Ông ấy đã 56 tuổi, thể lực không như trước kia, hết cách phải đến bệnh viện. Khám bệnh ở Mỹ rất đắt tiền, kiểm tra một lượt rồi nhận được câu trả lời là không sao, đã cuốn bay 250 đô. Số tiền ông ấy lại trở về 164 đô, vừa kiếm được ít tiền đã bay mất. Nhưng tỷ phú này rất lạc quan, ông ấy nói bỏ 250 đô để biết được sức khỏe bản thân cũng tốt. Ông ấy cũng biết việc hiện tại là tìm nhà để ở. Ông ấy tiếp tục tìm đến các khu đất hoang tìm lốp xe. Đến ngày thứ 7-8, ông ấy tìm được một đống lốp xe bị vứt. Quả nhiên có báu vật. Ông ấy kiểm tra từng cái lốp xe và chọn được 5 cái thích hợp. Ông ấy liên hệ người mua loại 2 cái và mua những cái còn lại. Tỷ phú ra giá 1.800 đô, người mua trả giá còn 1.500 đô. Chốt deal, thành công lớn đầu tiên đã xuất hiện. Nhặt rác mà nhặt được 1.500 đô, đều nhờ vào tri thức và sự tìm kiếm. Tiếp sau đây chính là tìm nhà ở. Tỷ phú đặt ngân sách 400 đô một tháng, nhanh chóng tìm được một căn nhà ngay cả giường cũng không có. Không sao cả, số tiền còn lại là 794 đô, tỷ phú phải ngủ dưới đất, nhưng tỷ phú cảm thấy rất vui, ít ra cũng có nhà để ở. Tiếp theo đây chính là lúc thể hiện kỹ năng, tỷ phú tìm đến trung tâm hỗ trợ startup địa phương. Ở đây có rất nhiều tài nguyên hữu ích như tri thức, thông tin. Ông ấy tìm hiểu chi tiết thị trường địa phương, sau đó tìm đến vài nhà sáng lập thành công trong các lĩnh vực khác nhau, hỏi han cách nhìn nhận đối với thị trường của họ. Cuối cùng ông ấy đã chọn ngành bia thủ công. Bước tiếp theo là khởi động quỹ đầu tư. Chỉ còn 800 đô không làm được gì cả, tỷ phú quyết định kiếm thêm ít tiền, bán xe đã qua sử dụng, đạo lý ngành sale, mua giá thấp bán giá cao. Ông ấy biết rất nhiều hãng xe thu mua xe hư với giá cực thấp mà bán lại giá thấp. Tỷ phú tính mua xe có màu đẹp, rồi lại chút và bán với giá cao. Tiếc rằng hôm đó không mua được gì cả, về nhà tiếp tục ăn mì gói. Tỷ phú đã ăn mì gói 11 ngày liên tục, còn không có đũa phải ăn bốc. Giường cũng không có, mà tỷ phú khá tiểu tụy, ông ấy nói phải tìm một cái giường ngủ mới được. Ngày 12, tỷ phú tiếp tục nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu xong tiếp tục tìm hãng xe, cuối cùng cũng đã tìm được, mua được một chiếc xe nhỏ quen thuộc. Ông ấy ra giá 500 đô, thanh niên trẻ tuổi không chịu, ra giá 1.000 đô. Tỷ phú đem hết tất cả số tiền của mình ra, tôi chỉ có 700, cậu lấy không? Thanh niên đồng ý và tỷ phú lại hết tiền. Nhưng ông ấy đã nghiên cứu giá thị trường của chiếc xe này là 2.000 đến 4.000 đô. Mục tiêu của ông ấy là bán với giá 4.000 đô. Ông ấy đi rửa xe rồi chạy đến đậu bên đường, dán quảng cáo bán xe và số liên lạc trên đó, ngồi chờ người mua vậy. Ngày thứ 15, có người liên hệ mua xe, ông ấy bắt đầu giới thiệu về xe của mình và ra giá 4.500 đô. Sau một lượt trả giá cuối cùng giảm xuống còn 3.900 đô, chốt deal.
deal. Lần này lời to, mua với giá 700, bán với giá 3.900, quá đã. Sau đó, tỷ phú trở về hãng xe, mua một chiếc xe cũ. Thanh niên ra giá 2.500 đô. Tỷ phú nói một lốp xe bị hư, tôi phải đổi hết bộ lốp xe, tốn khoảng 1.000 nên tôi chỉ có thể mua với giá 1.200 đô. Thanh niên trả giá 1.500 đô, tỷ phú mua, tiếp tục xử lý như mọi khi, rửa trong rửa ngoài, dán biển quảng cáo. Đêm hôm đó, ông ấy đã mua một số nội thất giá rẻ, nệm, gối và thảm. Đến ngày thứ 15 mới mua được một chiếc giường. Còn lại 71 ngày, tiền vốn cũng không có, chỉ có thể làm từng bước một. Hy vọng duy nhất hiện tại là bán xe. Vài hôm trước, tỷ phú dùng 1.200 đô mua xe, cuối cùng cũng có người mua liên hệ. Ông ấy đến gặp người mua và tự tin giới thiệu về xe của mình. Sau khi lái thử xong, ông ấy ra giá 8.900 đô, người mua trả giá 7.600 đô. Cuối cùng hai bên đồng ý với giá 7.600 đô, lại thành công một lần nữa. Mua với giá 1.200, bán với giá gấp 6. Ngày 20, ông ấy đã có 9.000. Bước tiếp theo của ông ấy là đầu tư bất động sản. Mua nhà với giá 9.000 ư, không thể nào. Nhưng đừng xem thường tri thức của tỷ phú. Ông ấy đã lăn lộn nhiều năm trong ngành ngân hàng, biết rằng ngân hàng có một vài kế hoạch vay tiền ngầm. Đăng ký vay chỉ cần trả số tiền đợt đầu cực thấp là mua được nhà ngay. Ông ấy quyết định mua căn nhà 30.000 đến 40.000 đô, dùng 10.000 sửa nhà, bán với giá 80-90.000. Tỷ phú chọn được một căn nhà cũ. Ông ấy đã nghiên cứu được khu vực gần đó có nhà bán với giá trên 90.000. Đồ đạc căn nhà cũ khá cũ, chỉ cần sửa nền là nhà giống như nhà mới. Ngày 22, môi giới gọi điện cho ông ấy, nhà đã thuộc về ông ấy. Và như vậy, tỷ phú chỉ bỏ ra 6.600 để trả tiền nhà đợt đầu, mua căn nhà trị giá 45.000 đô, còn vay thêm 10.000 đô nữa để sửa nhà nữa. Đây đều là sức mạnh của trí thức. Sau đó tỷ phú chọn nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nhất khu vực. Mời cô ấy đến sửa nhà và hoàn toàn tin vào năng lực của cô ấy, cho cô ấy ngân sách 10.000 và giao hết mọi thứ cho cô ấy. Tiếp sau đó, tỷ phú dựa vào kỹ năng quản lý của mình cho một nhân viên nhìn thấy sự cống hiến của một nhân viên khác, khiến cậu ấy cảm thấy xấu hổ. Nhân viên này gọi cả ba bạn bè và bạn gái đến giúp họ sửa chữa căn nhà, còn nhờ bạn bè đem xe chở rác đến nữa. Đây chính là mối quan hệ và sức mạnh của mối quan hệ, biết tận dụng thì bạn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Tỷ phú cũng tham gia sửa chữa. Một người 56 tuổi giàu có như thế có đích thân làm việc thật hiếm có. Nhưng trong lúc dọn dẹp nhà thì ông ấy lại phát hiện ra một vấn đề lớn: nhà bị mốc rồi. Muốn xử lý mốc phải tốn thêm 5.000 nữa, số tiền này gấp 1,5 lần ngân sách. Tỷ phú cảm thấy bản thân bị lừa, quả nhiên giống như cuộc đời mình vậy. Lại một rủi ro khác xuất hiện. Tỷ phú nhanh chóng nhờ công ty chống mốc đến xử lý, sau đó nhờ nhà thiết kế mau lẹ sửa chữa căn nhà. Không ngờ rất nhiều ngày sau, ông ấy đến và phát hiện ra căn nhà vẫn rất cũ nát. Ông ấy hơi bực bội, vài ngày không quan tâm bên thiết kế lại chậm tiến độ. Tiếp theo đây sẽ cho các người thấy người quản lý cao cấp mắng người như thế nào. Ông ấy gọi nhà thiết kế tới, trước hết tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó hỏi cô ấy rốt cuộc là thế nào. Ông ấy phát hiện ra nhà thiết kế đã cảm thấy rất có lỗi, nghĩ không nhất thiết phải quá lời. Và hai người cùng thảo luận phương án, bỏ tiền tuyển thêm nhiều người đến. Thậm chí bản thân ông ấy còn đích thân vào làm. Vài hôm sau, căn nhà hoàn thiện. Cùng xem hình ảnh so sánh trước và sau khi sửa nào. Phòng khách, nhà bếp. Cuối cùng căn nhà này được bán với giá 75.000 đô, tổng cộng lời được 20.000 đô. Ông ấy có tiền thuê mặt bằng rồi, ngày 73 rồi. Hiện tại thì phú kiếm được chưa tới 80.000 đô, làm sao kiếm được 1 triệu trong vòng 17 ngày đây? Câu trả lời là mở quán rồi để nhà đầu tư định giá. Quán được định giá 1 triệu USD thì phải cực kỳ tốt mới được. Tuy tỷ phú chưa làm ngành ăn uống bao giờ, nhưng ông ấy hiểu được hai quy tắc. Nguyên tắc thứ nhất là tìm được nhu cầu trước mới tìm cơ hội sau. Ông ấy phát hiện khu vực chỉ có một quán BBQ đàng hoàng, ngày nào cũng xếp hàng dài, nhưng quán này không bán bia. Ý tưởng của ông ấy là kết hợp ngành bia phát triển khá tốt ở địa phương với sự yêu thích BBQ của mọi người. Mở một quán BBQ và bia. Nguyên tắc thứ hai chính là luôn đi cùng với người thông minh hơn bạn. Khi vừa bắt đầu startup, ông ấy đã đăng thông tin tuyển dụng tại trung tâm hỗ trợ startup. Ông ấy biết rõ là bản thân cần những người nào, người có ước mơ, người dám giúp sức. Ông ấy đã phỏng vấn rất nhiều nhân viên, còn tuyển dụng với điều kiện 2 tháng đầu không lương. Cuối cùng đã thu hút được vài người cùng ông ấy startup. Theo lời của họ, vì họ nhìn thấy được năng lượng tích cực của một người đàn ông 56 tuổi, sau đó họ nghiên cứu các loại, tuyển dụng được một vài đầu bếp khá lợi hại. Họ đến các nhà máy bia khác nhau để hợp tác. Một lần không thành công thì về nhà tổng kết kinh nghiệm, đi trao đổi lần 2, cho đến khi thành công thì thôi, đi thuê mặt bằng. Sau khi nghiên cứu thật kỹ nhiều phương diện, họ tìm được mặt bằng thích hợp nhất, tuyển dụng được đầu bếp, cũng nhiều lần trao đổi với cô ấy về hương vị món ăn, giúp cô ấy tạo ra món ăn nhất có thể. Tỷ phú đã bỏ không ít tiền thuê mặt bằng, mua vật dụng nhà bếp rất nhanh, lại không đủ tiền. Tên tuổi chưa có, đâu ai đến ăn. Tỷ phú nghĩ đến một cách, tham gia cuộc thi BBQ trong thành phố, tuyên truyền nhãn hiệu, nâng cao thương hiệu. Nếu giành được hạng nhất thì tuyệt vời hơn. Nhưng nhóm startup này, một người là tỷ phú làm ngân hàng cho vay, một người đàn ông cường tráng làm thiết kế trang phục, một anh mập mạp làm về bia, còn ba là đầu bếp. Như vậy thì sao mà giành được hạng nhất? Tỷ phú đã đưa ra câu trả lời: sự chuẩn bị 200% của người trái ngành chắc chắn lợi hơn sự chuẩn bị 80% của người trong ngành. Trước hết, ông ấy mời một tay giành nghề BBQ dạy cho họ cách chuẩn bị lễ hội BBQ, sau đó cùng nhau mở cuộc họp xác định yêu cầu, nhiều lần kiểm tra và tập luyện. Một đêm trước khi thi đấu, cả nhóm liên tục làm việc đến đêm khuya. Nhưng nỗ lực này sắp được đền đáp. Nhưng ngày đầu tiên, vì họ không đem nước nóng nên đã bị bên vệ sinh yêu cầu dừng lại. Đây là trách nhiệm của đầu bếp, nhưng cô ấy lại ra một góc nghỉ ngơi, những người còn lại thì bận tối mặt để chuẩn bị. Cuối cùng cũng có nước nóng, bên vệ sinh cũng chấp nhận. Mở hàng, khách hàng đầu tiên đến, một miếng sườn với giá 25 đô. Ngày càng nhiều người đến, mọi người đều ăn rất đã, phỏng vấn khách hàng họ đều khen ngon. Những tỷ phú mời đến đều làm công việc khác nhau, đặc biệt là anh da đen này. Anh ấy không biết nhiều, thường ít người tuyển anh ấy. Nhưng tỷ phú thấy tính tình anh ấy rất thú vị, thân thiện, có thể thu hút sự chú ý và thích thú của mọi người nên đã tuyển anh ấy vào. Quả nhiên đã thu hút được đông đảo sự chú ý, thương hiệu ngày càng đi lên. 9:45 ngày đầu tiên đến giờ đóng cửa, họ kiếm được 3.090 đô, tốt lắm. Ngày thứ hai họ ghi nhận một số kinh nghiệm, bán được hơn. Cố vấn marketing còn chạy đến livestream cho họ thu hút dân địa phương.
Phiền phức tiếp theo đã đến, hết ức bò rồi, mọi người đều rất thích ức bò. Không lâu sau, thịt heo cũng hết. Rất nhiều người vì hết ức bò và thịt heo mà bỏ đi, đây là trách nhiệm của đầu bếp, nhưng cô ấy không thích người khác chê cô ấy, tỷ phú hơi buồn, nếu đủ tồn kho, họ có thể kiếm nhiều hơn. Tỷ phú nói với đầu bếp hàng ngày rằng mai phải chuẩn bị gấp đôi, cô ấy đồng ý. Kết thúc ngày thứ hai, họ kiếm được 5.178 đô. Ngày thứ ba, 12 giờ, ức bò và thịt heo đều hết. Là sao thế này? Tỷ phú đã dùng hết sức để nhẫn nhịn. Ông ấy biết là một lãnh đạo thì phải bình tĩnh. Khách hàng bỏ đi ngày càng nhiều. Ông ấy hỏi đầu bếp cần bao lâu nữa, cô ấy trả lời rằng không biết. Do ăn tối, họ tiếp tục đắt khách, nhưng đầu bếp lại tiếp tục giận dỗi. Không lâu sau, sườn cũng hết. Tỷ phú quyết định nói chuyện riêng với đầu bếp. Hai người đã cãi nhau, đầu bếp không ngừng tìm lý do ngụy biện. Tỷ phú giữ bình tĩnh dạy cô ấy cách làm việc. Cuối cùng, đầu bếp tức giận vứt micro, xách túi xách đi về. Lần này toang rồi. Cũng may anh ra đen lập tức đi theo, an ủi và nói chuyện với cô ấy. Xin cô ấy trở về, chờ cô ấy ngơi giận. Tỷ phú cũng đến xin lỗi cô ấy. Hôm ấy họ kiếm được 8.337 đô. Ngày cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng trời lại mưa to. Một cơn gió to làm đổ cả biển hiệu của họ, các nhóm khác đều bỏ đi, nhưng họ thì không, tiếp tục bán thịt nướng. Cuối cùng không chỉ bán được 5.000 đô, còn giành hai giải thưởng lớn, bao gồm cả món sườn nướng ngon nhất. Cả nhóm mừng rỡ hò hét và tươi cười không ngừng, và như thế quán đã có vốn. Kiếm 1 triệu đô trong vòng 3 tháng, nghe có vẻ là điều không thể. Rất nhiều người nghi ngờ sâu thực tế này, rốt cuộc có phải là thật hay không. Hơn nữa, tỷ phú xây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng này nhìn cũng rất bình thường. Nhưng khi tôi xem đến tập 5 thì đã tin đây là sự thật vì tỷ phú này thực sự quá xuất sắc. Theo dõi ông ấy nhiều hơn, bạn sẽ biết được một ông lớn thực sự sẽ như thế nào. Ngậm đắng nuốt cay. Những ngày đầu tiên ngủ trên xe, liên tục 7 ngày ăn mì gói, sau đó có đích thân làm các công việc chân tay. Với cơ thể một người 56 tuổi, ông ấy không một câu trách móc nào, ông ấy rất lạc quan, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, đạt được chút thành công thì đã rất vui mừng và dùng đó tạo động lực cho bản thân, đồng thời đem lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Ông ấy vô cùng kiên cường. Trong 90 ngày này, ông ấy gặp khó khăn N lần, ngày thứ 8 đột nhiên bị bệnh, tốn hết 60% số tiền. Ngày 16, luật sư nói với ông ấy startup thất bại. Ngày 32, căn nhà mới mua bị mốc. Ngày 53, mặt bằng hứa cho thuê đột nhiên đổi ý. Mỗi lần khó khăn khiến cả tiến độ rối loạn, làm kế hoạch trước đây đều toi cả, nhưng tỷ phú không bao giờ từ bỏ. Đứng dậy đổi hướng và làm tiếp, lần nào cũng thế, sức ảnh hưởng của ông ấy cực mạnh. Không chỉ đích thân làm mọi việc mà lúc nào cũng nói chuyện với các nhân viên, nói rõ yêu cầu với họ, cùng nhau tìm cách giải quyết. Ông ấy không bao giờ nổi nóng. Lần ông ấy tức giận nhất trong 90 ngày chính là nhìn thấy đầu bếp 2 ngày liền không chuẩn bị đủ nguyên liệu. Nhưng ông ấy chỉ bình tĩnh hỏi thăm tình hình cô ấy. Đây là năng lực kiềm chế cảm xúc cực giỏi. Ông ấy rất dũng cảm, biết rõ mọi việc phải làm theo đúng hướng. Cho dù giành giải thưởng lớn trong lễ hội BBQ, ông ấy vẫn phải làm một việc rất khó khăn, chính là đuổi việc đầu bếp. Vì cô ấy thường xuyên phạm sai lầm, thái độ không tốt, còn gây mất đoàn kết. Không thể giữ cô ấy lại, tuy tỷ phú nói chuyện rất đàng hoàng, cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ, nhưng cô ấy vẫn bỏ đi trong giận dỗi, không ai muốn nhìn thấy cảnh này cả. Nhưng với tư cách là người quản lý, có một số công việc khó khăn bắt buộc phải làm. Sâu thực tế này quả thực là một quyển sách hướng dẫn đến thành công, đặc biệt là trên người tỷ phú có quá nhiều điều đáng để chúng ta học tập. Một ngày trước khi khai trương quán BBQ, ông ấy đã kể với nhóm về thân phận thực sự của bản thân. Ông ấy không muốn bị phân biệt đối xử, chỉ muốn chứng minh rằng một người bình thường cũng có thể kiếm được 1 triệu đô từ con số 0. Thật không ngờ, cả nhóm không giận mà còn bất ngờ, vui vẻ. Mọi người đều rất tin tưởng và yêu quý ông ấy. Vào hôm khai trương, trước cửa bắt đầu xếp hàng dài, mọi người đến ăn nhiều, độ nhận diện thương hiệu tăng, thành công vang dội. Cuối cùng, tỷ phú phát lương cho các nhân viên, mọi người đều vất vả phấn đấu với ông ấy trong 2 tháng không có đồng lương nào. Ông ấy đã cho nhà thiết kế 25.000 đô, cô ấy khóc ngay tại chỗ. Mọi người nỗ lực làm việc, cuối cùng đã được hồi đáp. Niềm hạnh phúc đó làm cảm động bao người. Quán BBQ của ông ấy cuối cùng cũng được định giá 750.000 đô. Mục tiêu của tỷ phú là kiếm được 1 triệu đô trong vòng 90 ngày. Ông ấy không thành công, nhưng đối với tôi, ông ấy đã quá thành công vì hành động lần này không chỉ để chứng minh con số đó thực hiện được hay không, mà để chứng minh ước mơ có thực hiện được hay không. Ông ấy giúp tôi hiểu rằng kiên trì ắt thành công. Được rồi, dưa leo tạm kể đến đây. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau. Bye bye!